Chào mừng các cậu đã quay trở lại với WeChewy Cartoon. Mới đây, tớ đã làm một video so sánh The Owl House với Gravity Falls và tớ phải thừa nhận một điều, tớ đã bỏ qua mất phần đặc sắc nhất của cả hai series, đó là mật mã. Thế nên hôm nay, tớ quyết định làm video giải mã các rules trong The Owl House để không phụ lòng các cậu. Câu hỏi nào sẽ được đặt ra và bí mật nào sắp được bật mí? Các cậu hãy cùng tớ khám phá ngay trong video ngày hôm nay nhé! Không dài dòng nữa, let's go! Trước tiên, để ý một chút, chúng ta có thể thấy mật mã của The Owl House khá tràn lan mỗi tập khiến khán giả cảm thấy bị loạn giữa biển mã. Thế nên, các cậu phải hết sức tập trung thì mới tìm thấy thông điệp mà chính đạo diễn Dana Terris muốn truyền tải. Về bản chất, mã này là chữ rune cổ được sử dụng ở The Boiling Elder từ thời xa xưa. Các phù thủy thời đại này làm phép phần nhiều nhờ có đặc tính sinh học. Cơ thể họ được trao tặng phép thuật từ khi chào đời, như Eder đã giải thích cho Luz ở tập 4, The Intruder. Chính vì vậy, rune ít cần thiết hơn, cùng với đó nhờ sự thuận tiện dễ dàng sử dụng chữ Latin ngày càng phổ biến trên đảo. Hầu hết, rune xuất hiện trong các văn tự, phép thuật cổ như ma thuật ánh trăng trong tập 6, Hoodie's Moving Hazel. Cuốn sách mà Willow cầm có một dòng chữ rune cổ, khi dịch ra ta được chữ Lunar Magic. Tất nhiên, ở giữa biển mã ấy sẽ có những dòng mã mang vai trò đặc biệt hơn cả. Làm sao để nhận dạng chúng? Ngoài các mật mã thông thường, chúng ta có các dòng mã chứa một con dấu, The Eye ở đằng trước. Ví dụ như trong tập 3, I was a teenager abomination. Khi Eder chạy đến lớp học mẫu giáo của Hexside, chúng ta thấy có hai tấm bảng. Tấm bảng thứ nhất có mật mã với ký hiệu The Eye ở trước. Trên tấm bảng còn lại, các ký tự ấy đứng tách biệt và hình như là đang được chuyển nghĩa về chữ Latin. Đồng nghĩa với việc, Dana âm thầm đưa ra lời giải các bảng mã cho các fan. Dòng mã với ký hiệu The Eye chính là chìa khóa của phim. Còn các mã sót lại thường gợi ý cách giải mã hoặc một số chi tiết ẩn liên quan tới vài giải thuyết mà tôi sắp đưa ra. Bộ mã này được Dana sáng tạo ra trong kỳ nghỉ hè ở Nga. Nó là sự kết hợp giữa các chữ cổ Bắc Âu lẫn bảng chữ cái tiếng Nga nên khá phức tạp. Bên cạnh đó, cách giải mã cũng rất đặc biệt, không giống với các mật mã trước đây mà chúng tôi đã nêu ở trong Gravity Falls có thể giải trực tiếp ra các chữ cái Latin. Thời gian giải mã dao động dựa vào độ khó của cách giải. Các runes của The Owl House phải giải đến hai bước. Đầu tiên, chúng ta phải đưa rune về phiên âm IPA hoàn chỉnh, rồi sau đó mới đưa về chữ cái Latin. Nhưng khả năng đoán chính xác cũng rất thấp nếu các cậu chỉ đoán từng từ đơn lẻ, vì bản chất tiếng Anh rất nhiều từ có phiên âm tương tự nhau và cùng một cách viết mà nghĩa khác hoàn toàn. Ví dụ ta có mã của tập 1 và tập 2. Tập 1 dịch ra IPA là to, dạng chữ Latin có thể là to hay to hay nhiều từ khác. Phải cần đến tập 2, mã giải ra which, tôi mới đoán ra là to which. Như vậy dù đã đưa về IPA nhưng cũng không thể hoàn toàn đoán chúng nếu không suy luận hợp lý. Khá là may mắn, tôi đã tìm ra được blog Tumblr của tài khoản Anissa Rose Rose giải thích rất đầy đủ cách giải mã song song là một bảng mã hoàn chỉnh và đến hiện tại là chính xác nhất trong cộng đồng fan. Tôi sẽ để đường link tới blog cho cậu nào tò mò về bảng mã ở phần mô tả phía dưới. Sau đây là tất cả những code mà tôi đã tổng hợp từ 19 tập phim dịch ra theo bảng mã của Rose ra câu. Tôi xin phép tạm dịch ra như sau. Hai phù thủy chia tách, giờ chỉ còn những trái tim giá lạnh bởi nỗi nhục của lời nguyền phủ đầy lông vũ và sự phản bội của máu mủ thân tình. Chúng ta chắc chắn liên tưởng ngay đến cú plot twist ở tập 18, Agony of the Witch. Trong lúc đang chiến đấu với Eder, Lily để lộ chính bà ta là kẻ đã yểm bùa Eder trong quá khứ vì quá ghen tị với tài năng làm phép của Eder hồi trẻ. Đồng thời tập này cũng hồi tưởng quá khứ thân thiết giữa hai chị em. Đúng như câu sấm trên lời nguyền hóa cú khiến hai chị em trở nên xa cách, thậm chí đối nghịch nhau. Eder bây giờ dần thù hóa đánh mất đi phần người, còn Lilith đắm chìm trong quyền lực, chịu sự ràng buộc của chúa tể Belus. Có lẽ không phải một mà là cả hai người đã lầm đường lạc lối. Đồng thời một chi tiết nữa là khi các cậu nối các chữ cái đầu tiên của mỗi tập phim, ta sẽ được câu. Một phù thủy đánh mất con đường chân chính. Câu này tớ sẽ giải thích theo hai cách. Thứ nhất, tập cuối season 1, Luz quyết định phá hủy cánh cửa thần kỳ, con đường duy nhất giúp cô trở về trái đất để bảo vệ Eder, ngăn cản âm mưu của chú tể Belus. Luz tự đạp đổ đường lui của chính mình để cứu thành viên nhà cũ, nhưng nó không còn là đường về duy nhất nữa bởi cuối season 1. Cảnh đội quân của chú tể Belus đang xây cổng không gian, phần nào bật mí season 2 sắp tới có nhiều tình tiết ly kỳ. Song song, chú tể Belus vốn không phải là sinh vật của Demon Realm, dường như ông ta bị mắc kẹt tại The Boiling Elder, phải hấp thụ ma thuật của kẻ khác để duy trì sự sống. Ở tập 1, Eder cũng nói các truyền thuyết về sinh vật kỳ bí trên trái đất thực chất xuất phát từ The Boiling Elder. Các sinh vật đó di chuyển không gian tới trái đất vẫn là một câu hỏi lớn trong cộng đồng fan. Tớ suy đoán cụm từ True Way ở đây có lẽ chỉ việc cánh cửa thần ký Eder sở hữu là tấm vé thông hành hợp lệ nhất giữa hai thế giới. Cách suy luận thứ hai, câu này ám chỉ Eder bởi bà đang dần sa ngã vào cách sống bản năng của loài vật hoang dã do sức mạnh của lời nguyền ngày càng lớn. Đến đây là hết rồi ư? Từ từ đã nào, điều hay ho vẫn còn ở phía sau, vì vậy đừng vội tắt màn hình nhé. Tớ sẽ đi lần lượt những mã rune còn sót lại để các cậu thấy dễ hiểu hơn.
Đầu tiên, tập 12, Adventure in the Elements. Bên trong cuốn sách Loose lén lấy của MD, khi tập luyện trên núi tuyết có một dòng mã dịch ra từ Focus, tập trung, để hướng dẫn thực hành phép thuật. Tập 15, Understanding Willow. Trên kệ sách có vài cuốn mang tựa đề Lore, truyền thuyết, The Creation of the Elder, sự ra đời của hòn đảo, và Tyne and His Born, Tyne và con cháu, cuốn sách lịch sử thành lập The Boiling Elder tập 19 tiết lộ, hòn đảo thực chất được xây dựng trên bộ xương của một Tyne khổng lồ. Đặc biệt, thông tin trong cuốn sách nói rằng người dân không thể tìm thấy Tyne nào khác ở toàn Demon Realm, nhưng mật mã lại cho biết con cháu của Tyne đầu tiên vẫn còn sống sót, chứng tỏ nhân vật đó chưa xuất hiện, hoặc chính là một nhân vật mà chúng ta đã biết. Một giả thuyết khá hợp lý xuất hiện trong cộng đồng fan, King chính là Tyne cuối cùng, dẫn chứng nằm trong tập 1, King được mô tả như một con quái vật khổng lồ đầy quyền năng bị mất vương miện. Nếu như thứ King mất không phải là vương miện thì sao? Có một lý giải tương đối thuyết phục cho giả thuyết trên. Khi quan sát toàn bộ The Boiling Elder từ trên cao, chúng ta dễ dàng thấy rằng phần hộp sọ của Tyne đã chết có nhiều điểm tương đồng với phần đầu của King, ngoại trừ chiếc sừng. Bởi sừng của King nhìn như đã gãy mất một mảnh. Có không phải vương miện mà chính mảnh sừng bị thất lạc đó mới đúng là thứ giúp King trở về hình dáng ban đầu. King cũng đeo một chiếc vòng cổ bí ẩn, một chi tiết dễ dàng bị fan bỏ qua. Nhưng chính Dana đã spoil nhẹ khi tự mình trả lời câu hỏi của fan đưa ra. Chiếc vòng đó sở hữu vai trò nhất định và sẽ được bật mí trong season 2. Đặc biệt, dù mang vẻ ngoài dễ thương cùng tính tình trẻ con, nhưng King xét về tuổi đời, cậu lớn hơn Luce và Eder rất nhiều, thậm chí có khả năng đã xuất hiện trước cả thời đại hoang dã, ngang cơ với chúa tể Belus. Tất cả luận cứ nêu trên khá thuyết phục đúng không nào? Còn rất nhiều những bí ẩn chưa được giải đáp như chúa tể Belus là sinh vật gì? Ai là người đã giả danh Luce viết thư cho mẹ ở cuối tập 19? Nhân vật tay sai bí ẩn là ai? Vũ trụ Demon Realm rộng lớn như thế nào? Tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này. Vô số giả thuyết đã được cộng đồng fan đặt ra, nhưng để đảm bảo thời lượng và tiến độ video, tớ quyết định sẽ làm thêm những clip khác nữa về series này. Nhớ rằng, tất cả những điều tớ vừa kể trên chỉ dừng lại ở mức giả thuyết và chưa được công nhận bởi đạo diễn hay bất kỳ thành viên nào trong đoàn làm phim nhé. Các cậu suy nghĩ sao về video này? Hãy comment phía dưới cho chúng tớ biết nha. Còn bây giờ chúc các cậu một buổi tối vui vẻ. Wechuya out!